tiền phong, tiền lên tiền lên. Các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí và đồng đội, cách đây vừa tròn 75 năm, vào thời điểm lịch sử oanh liệt của dân tộc, lúc thực dân Pháp tiến hành chiến lược đánh nhanh thắng nhanh nhằm cướp nước ta một lần nữa, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 28 tháng 8 năm 1949, Đại đoàn 308, đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập tại thị trấn Đồ Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, mở ra một thời kỳ mới của lực lượng vũ trang, thời kỳ tiến công địch toàn diện trên chiến trường. Đáp lại tình cảm, niềm tin của cả nước, ngay sau khi thành lập, đại đoàn đã tham gia chiến dịch Sông Thao năm 1949. Và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đại đoàn đã tham gia 13 chiến dịch lớn trên khắp các chiến trường Bắc Bộ và nước bạn Lào. Những địa danh mãi mãi không thể nào quên, gắn bó máu thịt với đại đoàn. Nơi ấy, đại đoàn đã chiến đấu và chiến thắng oanh liệt. Nơi ấy, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho chiến thắng đó. Các chiến dịch Sông Thao, Sông Lô, Đường số 4, Bình Ca, Phố Lu, Non Nước, Tu Vũ, đồi A1 đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Vinh dự lớn nhất đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn là 5 lần được Bác Hồ về thăm. Nhưng ấn tượng sâu sắc, cảm xúc mạnh nhất là ngày 19 tháng 9 năm 1954, Bác gặp mặt đại biểu cán bộ chiến sĩ đại đoàn tại Đền Hùng trước khi đại đoàn về tiếp quản thủ đô. Trong buổi gặp mặt, Bác đã căn dặn: các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Câu nói nổi tiếng của Bác không những là mệnh lệnh thiêng liêng đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn, mà còn đối với lực lượng vũ trang và cả dân tộc Việt Nam. Vào ngày 10 tháng 10 năm 1954 lịch sử, cán bộ chiến sĩ đại đoàn trong đoàn quân chiến thắng được vinh dự trở về giải phóng tiếp quản thủ đô như lời Bác đã căn dặn, trong niềm vui khôn xiết của nhân dân Hà Nội. Phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, trong những năm chống Mỹ cứu nước, sư đoàn đã cử trung đoàn 88A và 36A vào chiến đấu ở chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Hai trung đoàn đã lập được nhiều chiến công ở Đức Lập, Hòa Vang, Đồng Xoài, Tây Nam Bộ. Vào những thời điểm lịch sử quan trọng, toàn bộ sư đoàn đã được điều vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Sư đoàn đã tham gia 3 chiến dịch lớn như chiến dịch Khe Xanh 1968. Đây là trận đánh Mỹ trực tiếp đầu tiên trên chiến trường miền Nam của sư đoàn. Nhiều trận đánh nổi tiếng ở Làng Cát, Pa Trang, điểm cao 690, Phú Nhoi diễn ra quyết liệt dài ngày. Hơn một tháng tham gia chiến dịch, sư đoàn đã lập được nhiều chiến công vẻ vang. Loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ, góp phần cùng các đơn vị bạn buộc quân Mỹ phải rút khỏi Khe Xanh, ghi nhận sự thất bại đầu tiên của lính thủy đánh bộ Mỹ và buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Việt Nam tại Paris. Trong chiến dịch Đường Chín Năm Nào năm 1971, sư đoàn đã đánh nhiều trận nổi tiếng ở điểm cao 500 trên đường số 9, Bản Đông, tiêu diệt gọn tiểu đoàn 39 biệt động
Dưới mưa bom bão đạn, cán bộ chiến sĩ sư đoàn vẫn kiên cường bám trụ chiến đấu, tiêu diệt đến tên địch cuối cùng. Điểm cao 311 đã trở thành chốt thép anh hùng, góp phần quan trọng cho các đơn vị đại phá Bản Đông, đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch. Chiến công nối tiếp chiến công trong chiến dịch Đông Hà Quảng Trị năm 1972. Chiến dịch tiến công với quy mô lớn của binh chủng hợp thành, sư đoàn đã tiêu diệt gọn cụm tập đoàn cứ điểm Đông Hà do một sư đoàn địch chiếm giữ, tiêu diệt và bắt sống 10.000 tên địch. Quân địch chống trả quyết liệt, chúng đã dội hàng nghìn tấn bom đạn, nhưng cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã giữ chốt, bảo vệ thành cổ Quảng Trị suốt 82 ngày đêm, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris, rút quân về nước, đưa cách mạng miền Nam chuyển sang một giai đoạn mới. Tháng 10 năm 1973, sư đoàn vinh dự được đứng trong đội hình binh đoàn quyết thắng, binh đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta. Mùa xuân năm 1975, trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đập tan quân đội và chính quyền Sài Gòn. Sư đoàn vừa triển khai lực lượng bảo vệ thủ đô và hậu phương lớn miền Bắc, vừa sẵn sàng cơ động thần tốc bằng đường bộ, đường thủy, đường không vào chiến trường khi nhiệm vụ cần thiết. Sư đoàn đã giữ được bí mật, tuyệt đối an toàn hoàn thành nhiệm vụ sư đoàn cận vệ trong thế trận chung của cả nước và nhiệm vụ nghi binh đánh lạc hướng quân địch. Sư đoàn đã tạo điều kiện cho các lực lượng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sư đoàn đã tham gia 16 chiến dịch, tiêu diệt và bắt sống 35.967 tên địch, thu và phá hủy 85 khẩu pháo, bắn rơi 210 máy bay, tiêu diệt và thu 655 xe quân sự, bắn chìm 18 tàu thuyền, thu hàng vạn tấn đạn, dược, đồ dùng quân sự, đánh tiêu diệt và làm thiệt hại 84 đơn vị của địch. Với những thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, sư đoàn đã được tặng thưởng 95 huân chương quân công, 5 huân chương lao động từ hạng nhất đến hạng ba cho tập thể và các đơn vị, 4.296 huân chương chiến công và quân công cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn. Sư đoàn có 3 trung đoàn, 2 tiểu đoàn, 4 đại đội và 11 đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 15 tháng 1 năm 1976, sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Rất nhiều đồng chí trưởng thành từ sư đoàn, trong đó có gần 200 tướng lĩnh và các đồng chí đã có phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của sư đoàn quân tiên phong anh hùng. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, sư đoàn lại vinh dự được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tiếp nhận vũ khí trang bị mới, xây dựng sư đoàn bộ binh cơ giới. Sư đoàn đã không ngừng nỗ lực học tập, nắm vững khoa học kỹ thuật, xây dựng đơn vị bộ binh cơ giới có nề nếp, chính quy, trình độ khả năng tác chiến ngày càng cao. Trong các cuộc diễn tập lớn của sư đoàn, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra, thể hiện sự tin tưởng và quan tâm sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh, củng cố niềm tin và động viên cán bộ chiến sĩ sư đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước ta, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá ta quyết liệt, sư đoàn tiếp tục được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện cả bộ binh và bộ binh cơ giới, nguồn sĩ quan dự bị, động viên làm điểm làm mẫu cho bộ và quân đoàn, đón các đoàn khách quốc tế về thăm. Sư đoàn đã nhiều lần làm nhiệm vụ đột xuất khác, sư đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 21 tháng 11 năm 2023, sư đoàn được vinh dự đứng trong đội hình quân đoàn 12. Kính thưa các đồng chí đại biểu, 75 năm xây dựng, trưởng thành, sư đoàn thường xuyên được cấp trên tin tưởng và giao nhiệm vụ đánh những trận đánh then chốt, trên hướng chủ yếu các chiến dịch quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trên các chiến trường. Những thắng lợi sư đoàn đã giành được thường có ý nghĩa quyết định
cung cấp cho toàn quân nhiều kinh nghiệm quý báu trong chiến đấu, trong xây dựng lực lượng. Sư đoàn luôn được chọn làm mẫu và xây dựng điểm rút kinh nghiệm cho toàn quân. Với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng, sư đoàn luôn là niềm tự hào, tin tưởng của quân và dân cả nước, là nỗi khiếp sợ kẻ thù. 75 năm qua, sư đoàn đã góp phần tô thắm thêm bản chất truyền thống anh hùng của quân đội ta và xây nên những nét tiêu biểu truyền thống của sư đoàn bằng 14 chữ vàng: tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến quyết thắng. Truyền thống đó đã được thể hiện rõ trong chiến đấu và xây dựng, đặc biệt trước những nhiệm vụ mới nặng nề, mang tính đột phá và thử nghiệm vào những thời điểm lịch sử quan trọng. Ôn lại truyền thống vẻ vang của sư đoàn qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi hội viên ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, chúng ta càng phấn khởi, vinh dự và tự hào là những người lính đã từng là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn. Mặc dù đã trở về với đời thường, nhưng những người lính của sư đoàn 308 quân tiên phong năm xưa đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn nhớ về một thời được sống, chiến đấu, lao động và học tập tại sư đoàn. Đó là những kỷ niệm khó quên của một thời trai trẻ. Chính vì vậy mà ngày 28 tháng 8 năm 1989, Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng được thành lập. Sau 35 năm đi vào hoạt động, với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa những đồng đội từng hoạt động cùng sư đoàn, thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ nhau trong cuộc sống, động viên nhau chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích là chia sẻ buồn vui với đồng đội. Ban liên lạc đã quy tụ được trên 400 hội viên đang sinh sống, làm việc và tham gia hoạt động tại ban liên lạc của 6 quận huyện và trung đoàn 3688 trên địa bàn thành phố. Từ khi thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng đến nay, 6 lần tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm ngày thành lập sư đoàn 308, ban liên lạc của trung đoàn 3688 cũng 5 năm tổ chức gặp mặt một lần kỷ niệm ngày truyền thống của trung đoàn. Hội cựu trinh sát, hội cựu thông tin và ban liên lạc của các hội đồng ngũ hàng năm đều tổ chức gặp mặt kết nối, ôn lại một thời trai trẻ, tăng cường sự đoàn kết và động viên nhau luôn giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Những ngày gặp mặt, ban liên lạc đều tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài tri ân viếng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ban liên lạc của thành phố và ban liên lạc các quận huyện đã làm tốt việc tri ân người có công, vận động ủng hộ, quyên góp tiền, tổ chức trao tặng quà cho 114 lượt cán bộ, hội viên là thương binh, nạn nhân chất độc da cam, gia đình liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 57 triệu đồng. Vận động hội viên quyên góp, ủng hộ, tạo điều kiện hỗ trợ cho 5 gia đình là nạn nhân chất độc da cam và thương binh có hoàn cảnh khó khăn để sửa chữa nhà ở với số tiền là 68 triệu đồng. Tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quân tiên phong anh hùng, các hội viên trong ban liên lạc rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương nơi mình sinh sống. Tính đến nay đã có 124 hội viên đã và đang tham gia làm tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng,
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã phường, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin quận, huyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Nhiều đồng chí sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã chuyển ra ngoài tiếp tục đi học đại học, trên đại học và trở thành những cán bộ cấp thành phố. Ở cương vị nào, các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân tin yêu, mến phục, được cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở tin tưởng. Tổ chức hội ở cấp huyện được tổ chức chặt chẽ, duy trì hoạt động tình nghĩa thường xuyên, có nề nếp, nhất là việc tổ chức thăm, viếng tứ thân phụ mẫu và bản thân hội viên khi ốm đau hoặc qua đời. Đặc biệt các đồng chí còn tổ chức cho anh em đi thăm lại sư đoàn, thăm lại chiến trường xưa như Điện Biên Phủ, nhà tù Sơn Na, nghĩa trang đường 9, Khe Xanh, thành cổ Quảng Trị, thăm những di tích lịch sử như K9, Đá Trông, Đền Hùng, Lăng Bác, Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Qua đó đã tạo lên sự gắn kết, tình cảm thân thiện, gần gũi giữa các hội viên. Nổi bật là Ban Liên lạc huyện Kiến Thụy và Trung đoàn 3688 quận Đồ Sơn. Cho đến nay, qua những lần tổ chức gặp mặt kỷ niệm, Ban Liên lạc thường xuyên được đón tiếp các đồng chí là lãnh đạo chỉ huy sư đoàn đương nhiệm. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy sư đoàn qua các thời kỳ và các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo hội cựu chiến binh cùng về dự. Đặc biệt các lần tổ chức gặp mặt tại trung tâm huyện Kiến Thụy, Ban Liên lạc đều đón nhận được sự quan tâm sâu sắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tận tình của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các phòng, ban, chức năng của huyện để buổi gặp mặt đạt kết quả thành công cao. Đó là nguồn cổ vũ, động viên anh em cựu chiến binh sư đoàn, giúp Ban Liên lạc tiếp tục duy trì hoạt động mang lại kết quả ngày càng tốt hơn. Trao cho lá cờ không gì quý hơn độc lập tự do, từ trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang, quân tiên phong tiến trên đường sống qua mưa nắng thao trường, bài ca yêu nước hát vang trên đường, tuổi thanh xuân ta nguyện chiến đấu quê hương muôn vàn nhiều dấu, nụ cười trong tiếng hát bầu trời xanh bát ngát, quân điên phong đi lên dưới lá quân kỳ, tổ quốc trao cho lá cờ không gì quý hơn độc lập tự do, từ trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang, quân tiên phong tiến trên đường sống qua mưa nắng thao trường, bài ca yêu nước hát vang trên đường, tuổi thanh xuân ta nguyện dâng hiến vì quê hương muôn vàn yêu dấu, nụ cười trong tiếng hát bầu trời xanh bát ngát, quân tiên phong tiến lên dưới lá quân kỳ. Trao cho lá cờ không gì quý hơn độc lập tự do, từ trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang, quân tiên phong tiến trên đường sống qua mưa nắng thao trường, bài ca yêu nước hát vang trên đường, tuổi thanh xuân ta
nguyện chiến đấu vì quê hương muôn vàn nhiều dấu. Nụ cười trong tiếng hát, bầu trời xanh bát ngát, quân tiên phong tiến lên dưới lá quân kỳ. Tuổi thanh xuân ta nguyện dâng hiến vì quê hương muôn vàn nhiều dấu. Nụ cười trong tiếng hát, bầu trời xanh bát ngát, quân tiên phong tiến lên dưới lá quân kỳ. Quân tiên phong xứng danh bộ đội Bác Hồ. Quân tiên phong.